Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai quê tôi, và bữa nay sẽ cập nhật tình hình để mọi người cùng theo dõi. Và trong 24 giờ qua tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 648 ca dương tính mới, trong đó có 2 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 113 ca trong khu phong tỏa và 533 ca trong khu cách ly. Cụ thể, thành phố Biên Hòa vẫn nhiều nhất 358 ca, huyện Nhơn Trạch 169 ca, huyện Trảng Bom 77 ca, huyện Vĩnh Cửu 17 ca, huyện Định Quán 3 ca, huyện Long Thành 5 ca, huyện Thống Nhất 6 ca, huyện Cẩm Mỹ 2 ca, huyện Tân Phú 3 ca, thành phố Long Khánh 7 ca, huyện Xuân Lộc 1 ca. Và trong 2 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ghi nhận 1 ca tại khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Nhà bệnh nhân không ở gần khu phong tỏa, mỗi tuần đi siêu thị Cốt Mắc một lần. Ngoài ra không đi đâu. Gia đình có người nhà làm tại Bixi Đồng Nai đi về hàng ngày, hiện chưa rõ nguồn lây. 1 ca tại khu phố Cẩm Tân, phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, làm nghề buôn bán thịt heo, đang điều tra dịch tễ. Đến nay toàn tỉnh có 6 xã phường thuộc vùng đỏ là Tam Hiệp, Tân Hòa, Thống Nhất thuộc thành phố Biên Hòa, Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Phú Lâm, huyện Tân Phú và Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu. Và đến lúc này, tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai là 57.125, số ca bình phục 726, nâng tổng số ca bình phục là 42.503, có 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 512. Về tình hình chích vaccine, chúng ta đã chích mũi 1 được trên 2.437.585, trong đó có 726.615 người đã tiêm đủ liều. Tiếp theo thì tôi sẽ cập nhật tình hình biểu đồ tại khu vực toàn tỉnh để mọi người cùng theo dõi. Cập nhật đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 57.125 ca trong đợt dịch thứ tư. Số ca tăng là 648, số trường hợp F1 là 24.070, số trường hợp F2 là 32.727, số ca tử vong là 512, số ca bình phục khỏi bệnh là 42.505. Các khu vực tăng như sau: thành phố Biên Hòa tăng 358 ca, khu vực huyện Vĩnh Cửu tăng 17 ca, khu vực huyện Nhân Trạch 169 ca, khu vực Trảng Bom tăng 77 ca, khu vực Long Thành tăng 5 ca, Tân Phú tăng 3 ca, Thống Nhất tăng 6 ca, Long Khánh tăng 7 ca, khu vực Xuân Lộc tăng 1 ca, Định Quán tăng 3 ca, Cẩm Mỹ tăng 2 ca. Ngoài ra chúng ta còn có 355 ca ngoại tỉnh. Tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn thành phố Biên Hòa cập nhật đến 17 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Biên Hòa ghi nhận thêm 358 ca dương tính, nâng tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại thành phố Biên Hòa là 24.569. Số trường hợp F1 là 3.260, số trường hợp F2 là 40.639, số ca tử vong là 212 và số ca bình phục là 16.686. Và trong 24 giờ qua, các khu vực có số ca tăng như sau: khu vực phường Long Bình tăng 41 ca, Tam Phước tăng 14 ca, Long Bình Tân tăng 31 ca, An Bình tăng 85 ca, Hóa An tăng 6 ca, Tân Biên tăng 5 ca, Hồ Nai tăng 22 ca, Tràng Dài tăng 41 ca, Tân Phong tăng 13 ca, Tân Hòa tăng 53 ca, Tam Hiệp tăng 6 ca, Quang Vinh tăng 4 ca, Tân Hiệp tăng 4 ca, Bủ Hòa tăng 2 ca. Khu vực Trung Dũng và Bình Đa không ghi nhận ca mắc mới. Long Hưng tăng 1 ca, Phước Tân tăng 3 ca, Bủ Long tăng 11 ca, Tân Mai tăng 2 ca, Tân Vạn tăng 2 ca, Hòa Bình và Quyết Thắng không ghi nhận ca mắc mới. Khu vực An Hòa tăng 3 ca, Tam Hòa tăng 2 ca, Tân Hạnh và Thống Nhất không ghi nhận ca mắc mới, Hiệp Hòa tăng 6 ca và cuối cùng là Tân Tiến và Thanh Bình không ghi nhận ca mắc mới. Và đến lúc này, Đồng Nai đã cho phép di chuyển bằng xe cá nhân với điều kiện tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày và giấy xét nghiệm âm tính 7 ngày trên một lần. Đồng Nai cũng đã rút ngắn tiêm mũi 2 AstraZeneca xuống 6 đến 12 tuần từ ngày được tiêm mũi 1 nếu người tiêm đồng ý. Và trong 24 giờ qua, khu vực có số ca dương tính đông nhất đó chính là An Bình 85 ca và Tân Hòa là 53 ca.
Tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Định Quán cập nhật đến 17 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Định Quán đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính mới, nâng tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư là 293 ca. Số trường hợp F1 là 90, số trường hợp F2 là 71, số ca tử vong là 6 và số ca bình phục là 193. 3 ca ghi nhận tại Suối Nho 1 ca và Thanh Sơn 1 ca, Phú Vinh 1 ca. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ cập nhật đến 17 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Cẩm Mỹ đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới thuộc Xuân Đông. Lúc này khu vực huyện Cẩm Mỹ có 3 khu vực màu vàng, đó chính là Xuân Đông, Xuân Tây và Sông Rây. Còn lại các khu vực khác đều là màu xanh. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Cẩm Mỹ là 273. Số trường hợp F1 là 138, trường hợp F2 là 345, số ca tử vong là 5 và số ca bình phục khỏi bệnh là 193. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn thành phố Long Khánh cập nhật đến 15 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Long Khánh ghi nhận thêm 7 ca dương tính mới thuộc Bình Lộc 6 ca và Xuân Tâm 1 ca. Lúc này khu vực thành phố Long Khánh còn mỗi khu vực duy nhất màu vàng, đó chính là Suối Tre. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại thành phố Long Khánh là 365, số trường hợp F1 là 102, trường hợp F2 173, số ca bình phục khỏi bệnh là 326 và số ca tử vong là 6. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Thống Nhất cập nhật đến 17 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Thống Nhất đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới. 6 ca thuộc Dầu Dây 4 ca và Hưng Lộc 2 ca. Đến lúc này, tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Thống Nhất là 578 ca. Số trường hợp F1 là 1.748. Số ca khỏi bệnh là 523 và số ca tử vong là 13. Hai khu vực màu vàng duy nhất tại huyện Thống Nhất lúc này đó chính là Dầu Dây và xã Gia Tân 1. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Xuân Lộc cập nhật đến 17 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Xuân Lộc chỉ ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới. Khu vực huyện Xuân Lộc lúc này chỉ duy nhất Xuân Hòa là màu vàng. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Xuân Lộc là 322. Số trường hợp F1 là 99, số trường hợp F2 là 469, số ca tử vong là 4 và số ca bình phục khỏi bệnh là 292. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Trảng Bom cập nhật đến 17 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Trảng Bom đã ghi nhận thêm 77 ca dương tính mới thuộc Hố Nai 3 11 ca, Bắc Sơn 15 ca, Sông Chầu 30 ca, Thanh Bình 1 ca, Bình Minh 3 ca, thị trấn Trảng Bom 18 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Trảng Bom là 5.135. Số trường hợp F1 là 220, trường hợp F2 là 99 và số ca tử vong là 24. Số ca bình phục tại khu vực huyện Trảng Bom là 4.069. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Tân Phú. Lúc này khu vực huyện Tân Phú còn đúng duy nhất hai khu vực là Phú Lâm nguy cơ rất cao và Phú Thanh là nguy cơ cao. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Tân Phú đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính mới, nâng tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Tân Phú là 142 ca. Lúc này khu vực huyện Tân Phú, các khu vực khác đã chuyển hết sang màu xanh, chỉ duy nhất Phú Thanh và Phú Lâm là màu đỏ và màu cam. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Vĩnh Cửu chỉ ghi nhận 17 ca dương tính mới. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Vĩnh Cửu là 10.088.
Lúc này khu vực huyện Vĩnh Cửu còn duy nhất xã Thạch Phú là nguy cơ rất cao, còn 3 xã Vĩnh An, Thiện Tân và Vĩnh Tân là nguy cơ cao, Bình Lợi, Phú Lợi là nguy cơ và tất cả các khu vực vùng xanh là Bình Hòa, Hiếu Liêm, Mã Đà, Trị An, Tân An và Tân Bình. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Long Thành. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Long Thành chỉ ghi nhận thêm 5 ca dương tính mới. Khu vực huyện Long Thành lúc này chỉ còn duy nhất màu xanh và màu vàng, không còn màu cam và màu đỏ nữa. 5 ca ghi nhận tại khu vực huyện Long Thành trong 24 giờ qua ghi nhận tại xã An Phước 4 ca. Và 1 ca tại xã Phước Bình, lúc này khu vực huyện Long Thành đã trở lại trạng thái bình thường mới. Lúc này tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Long Thành là 1.109 ca. Và biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Nhân Trạch. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Nhân Trạch đã ghi nhận thêm 169 ca dương tính mới, nâng tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Nhân Trạch là 13.912. Khu vực huyện Nhân Trạch lúc này còn một khu vực nguy cơ rất cao, đó chính là thị trấn Hiệp Phước. Và đến thời điểm này thì hai khu vực có số ca dương tính cao nhất vẫn đang là huyện Nhân Trạch và thành phố Biên Hòa. Và hy vọng rằng trong những ngày tới, hai khu vực thành phố Biên Hòa cũng như là Nhân Trạch, số ca sẽ giảm dần và mọi người có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Và trên đây là cập nhật tình hình trong 24 giờ qua tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2021 để mọi người cùng theo dõi. Và đến đây kênh Đồng Nai quê tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe. Và nếu yêu mến kênh Đồng Nai quê tôi, mọi người có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai quê tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.